chào các anh đam mê. Các anh em đang ngồi xem kênh YouTube của anh Thạch. Kênh YouTube anh Thạch chuyên trải nghiệm trên xe thì tiêu đề đầu clip lúc nào Thạch cũng nói câu này với anh em, nhưng Thạch cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì có những anh em mới coi clip của anh Thạch. Thạch nhắc lại để cho anh em đó biết và xem cái kênh YouTube này của anh Thạch. Kênh YouTube này của anh Thạch là chuyên chia sẻ kinh nghiệm để cho anh em trên xe thì tìm những cái gì hay bổ ích về hai thầy, đặc biệt là xì bo, hỗ trợ cho anh em chơi, cho anh em nghiên cứu học hỏi những kinh nghiệm để tự tin chơi xe thầy. Thì hôm nay Thạch tiếp tục gửi đến cho anh em một cái cảm giác feel, thì á Thạch sẽ làm về cái tiếng nổ của xe xì bo. Thì thường anh em đam mê là đam mê tiếng nổ, thích tốc độ và phong cách đẹp của xì bo. Thì hôm nay Thạch sẽ làm cho anh em một cái clip để cho anh em cảm nhận được tiếng nổ của từng đời xe xì bo. Thì trong bộ sưu tập của Thạch có được 4 cây bô. Thạch rất thích xăng đồ rin. Mục đích thứ nhất là Thạch thích xì bo, thích xăng đồ rin của xì bo. Và mục đích thứ hai là Thạch có những món đồ rin đó hướng dẫn cho anh em, và có những món đồ rin đó để cho anh em cảm nhận được. Thì hôm nay Thạch sẽ lấy trong bộ sưu tập của Thạch ra có 4 cây bô. Một cây đời 99, cây 2000, cây 2-1, còn một cây bô 2-2 là có 4 cây bô. 4 cây bô này là chính tay Thạch tháo trên những chiếc xe rin suốt. Thì hôm nay Thạch sẽ cho anh em trải nghiệm nghe được cái tiếng bô của từng đời xe xì bo nhé. Thì Thạch sẽ gắn trên cùng một chiếc xe là từng cây bô luôn. Mỗi cây bô nó sẽ có cái tiếng nổ khác nhau. Mình sẽ test trên một chiếc xe thì mình mới cảm nhận được. Tại vì nhiều khi xe là có hơi nè, hơi máy mạnh, hơi máy yếu, nó sẽ phát ra tiếng nổ khác nhau luôn. Chính vì chỗ đó Thạch phải test cùng một chiếc xe thì mình mới cảm nhận được cái tiếng bô của nó là khác nhau hoàn toàn. Thì đây là chiếc xe của anh Thạch Phát ở Long An, mà sau khi chia tay những cái tình cảm của vợ chồng anh đối với Thanh Thạch, thì Thạch về Thạch đã dọn xong và chiếc xe này Thạch đã chốt luôn cho một người em đam mê ở Sài Gòn qua lễ em xuống lấy. Thì hôm nay Thạch sẽ dùng chiếc xe này để test những cái bô. Thì đây, đây là 4 cái bô. Cái này là 99, cái này là 2000, cái này là 2-1 và cái này là 2-2. Thì đầu tiên Thạch sẽ test cái bô 99 trước. Đây là cái bô đâm bóng đời 99 trong bộ sưu tập của Thạch. Cái bô này cực đẹp, xanh tới cổ. Còn tiếng nổ hay dở như thế nào thì mời anh em xem, nghe, cảm nhận giùm Thạch ha. Rồi giờ Thạch bắt đầu gắn. Rồi thì Thạch đã gắn cái bô ra 99 vào xong. Giờ Thạch đặt máy cho anh em tiếng nổ của nó nha. Tiếp theo là cây 2000. Rồi tiếp theo Thạch sẽ gắn cây 2000.
Rồi Thạch đã gắn xong cái bô 2000. Thạch mở anh em nghe từng tiếng nổ của nó nhé. Những cây bô riêng theo xe tiếng nổ đều giòn hết. Rồi sau khi anh em cảm nhận cái bô 2000 xong thì Thạch sẽ gắn bô 2001. Rồi tiếp theo là cây 2001 nha anh em. Tiếp theo Thạch mời các bạn, các anh em đam mê nghe tiếng bô của 2001 nha. Làm clip này cho anh em cũng rất là cực, rất là mệt á. Mà ngồi đây mệt lắm luôn. Rồi tiếp theo thì các bạn vừa nghe được là cây 2001. Tiếp theo là Thạch sẽ gắn cây lớp 2 và là cây cuối cùng vào cho các bạn nghe.
Và tiếp theo thì Thạch sẽ gắn cây cuối cùng cũng là cây 202. Bô của Thạch toàn là bô tiễn, bô đúng riêng gãi trên xe ga cho nên cây nào cũng hay hết. Anh em nghe cảm nhận như một cái tiếng nó khác nhau, cái tiếng giòn tan, cái tiếng giòn rụm, rồi cái tiếng giòn nó nhỏ nó gắt. Và giờ anh em thưởng thức cây cuối luôn ha, 202. Đã gắn cái bô 202 xong thì mời anh em thưởng thức. Tiếng nổ của bốn cái bô Thạch đã làm và anh em tự cảm nhận dùm Thạch nha. Muốn làm được clip này cũng là một điều rất là khó khăn, bởi vì tìm mua đúng bô đúng đời là một chuyện cực kỳ khó. Nhưng Thạch cố gắng làm được clip này gửi đến cho anh em cũng coi như là hết khả năng của Thạch. Rất là khó khăn để làm được clip này, bốn cái bô, bốn đời xe, đúng thiên hết, rất khó. Thì anh em tự cảm nhận được tiếng nổ của những cái bô này giùm Thạch ha. Rồi, thì Thạch luôn đồng hành cùng anh em, luôn giúp đỡ anh em, hỗ trợ cho anh em chơi xe hai kỳ, đặc biệt là xe bo một cách thành công. Thì bên góc phải màn hình có chỗ đăng ký kênh, nếu anh em nào thích kênh của anh Thạch, muốn đồng hành cùng với Thạch để chơi hai kỳ đặc biệt là Sibo, thì bên các bạn của Thạch có đăng ký kênh, anh em nick vào đó để đăng ký kênh của Thạch và cùng với Thạch chinh phục đỉnh đam mê. Thạch sẽ cố gắng tìm những chỗ mà hai kỳ mang đến các gói cho anh em, làm khó anh em, làm cho anh em phải ngại chơi kỳ, thì Thạch sẽ giúp đỡ và cố gắng chia sẻ cùng nhau, chia sẻ đam mê đến cho anh em chơi. Và những anh em nào cái chuyện á nó không ai giỏi hết đâu anh em, giỏi cái gì thôi cũng có chỗ sai sót, thì những clip của anh Thạch có những chỗ nào sai sót chỗ nào thì mong anh em thông cảm bỏ qua giùm cho anh Thạch và góp ý kiến để cho anh Thạch biết hiểu nhiều hơn nữa, để mang những cái hiểu thêm biết thêm đó chia sẻ đến những anh em chưa biết và đang muốn biết. Rồi, clip này thì Thạch làm cho anh em nghe được tiếng nổ của 40 môn. Clip này đến đây đã xong. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Thạch sẽ gặp gỡ anh em qua những cái kinh nghiệm, những cái hay khác về Sibo. Rồi, Thạch chào tạm biệt anh em.